Đây là chiếc quạt trần Panasonic F60TND và hôm nay mình sẽ treo cái quạt trần này lên trên trần nhà. Và đây là cái trần nhà. Tuy nhiên cái trần nhà này thì không để chờ sẵn cái móc để chúng ta treo. Vậy chúng ta làm sao để chúng ta có thể treo được lên trần nhà? Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái móc để chúng ta treo cái quạt trần lên trần nhà một cách chắc chắn nhất và thẩm mỹ nhất. Ok, để tạo được một cái móc quạt trần thì chúng ta cần những cái dụng cụ sau. Thứ nhất là một chiếc máy khoan, mũi khoan, mỏ lết, tô vít, cà lê, kìm. Và quan trọng nhất chúng ta sẽ đi ra cửa hàng chúng ta mua một cái móc treo quạt trần. Thì thường ở các cái cửa hàng kim khí người ta đều bán cái móc treo quạt trần. Nhưng mà mình khuyên các bạn là mua những cái móc mà nó cứng cáp dày dặn như này. Và thứ hai nữa là Hai cái đầu móc nó đều được hàn vào cái tấm bản mã như thế này thì nó cứng hơn. À, bình thường ở các cửa hàng người ta bán à, một cái móc treo nhưng mà nó chỉ có một cái đầu nó hàn vào bản mã thôi, còn cái đầu còn lại nó nó ngoặc như kiểu là cái ngoặc cái móc câu như này. Đấy thực ra thì nó cũng cứng nhưng mà mình thấy cái đấy nó không cứng cát bằng cái này và nó cũng không thẩm mỹ lắm thì cái này nó vừa nhỏ gọn nhưng mà cũng là vừa cứng cát này và các bạn lưu ý là cái bản mã của chúng ta cố gắng chọn cái loại nó dày dày một chút bởi vì cái lực chịu chính nó sẽ nằm ở cái bản mã này và cái móc như này còn đây nó là cái đệm để treo quạt này thì chúng ta sẽ ướm thử vào nó có vừa hay không đấy như cái này là vừa khít luôn vừa khít cái con gọt panasonic của mình luôn rồi khi mà chúng ta đã có cái móc treo này rồi thì chúng ta sẽ cần những dụng cụ sau trường hợp nếu như mà chúng ta bắn trực tiếp cái móc treo này lên trần ví dụ như cái tay của mình đây là cái trần nhá thì chúng ta bắn trực tiếp lên như này thì chúng ta chỉ cần mua bốn con vít nở là chúng ta có thể treo lên được nhưng trường hợp nếu như mà có một cái lớp trần thạch cao thì các bạn hình dung này, lớp trần thạch cao nó sẽ có hai lớp này, lớp trên là cái lớp bê tông và cái chúng ta bắn vít nở là bắn vào cái trần bê tông, còn cái lớp dưới là cái lớp thạch cao. Chính vì nó có hai lớp như thế này nên là cái móc treo của chúng ta thường nó sẽ nằm ở phía dưới cái trần thạch cao hoặc là nó nằm sát cái trần thạch cao. Do đó chúng ta sẽ cần thêm các cái dụng cụ sau. Đó là các cái tizen để chúng ta sẽ nối dài nó ra Thì khi mà chúng ta mua tizen thì chúng ta sẽ mua cái bạc đạn, cái vít nở này Đấy, Cái vít nở này dành riêng cho tizen Chúng ta sẽ bắn lỗ lên trần bê tông Sau đó chúng ta đóng cái vít này vào Sau đó là chúng ta sẽ bắt cái tizen Cái tizen bắt nó vào đây Đấy. Thì cái gen này mục đích để làm gì? Cái tizen này mục đích là để nó kéo dài từ cái trần bê tông Nó xuyên xuống cái trần thạch cao và chúng ta sẽ bắt cái bản mã này ở phía dưới trần thạch cao như vậy khi tạo với cái trần thạch cao thì chúng ta cần phải có cái ti gen này nhá sau khi mà có cái ti này thì chúng ta cũng cần phải mua các cái ốc để chúng ta bắt ở phía dưới thì cái ti này các bạn sẽ chọn nó phù hợp với cái lỗ của cái móc mà mình mua nhá ví dụ như cái lỗ này của mình là 10 thì mình chọn cái ti gen mười nếu như cái lỗ nhỏ thì các bạn chọn cái ti gen tám được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành đây mình đã khoan bốn cái lỗ ở trên trần rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt cái ti này vào thì để bắt cái ti thì các bạn có thể là dùng hai cái ốc để siết chặt ở hai cái đầu để khi mà chúng ta vặn nó sẽ vào được Đấy, các bạn cứ vặn như này thôi vặn cho tới khi nào nó chặt tay là cái ti sắt của nó nó sẽ chặt lại cho chúng ta chúng ta sẽ vặn ở cái ốc ở bên ngoài nha Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn nha các cái ốc khác các bạn cũng làm tương tự nha đây và đây là kết quả sau khi mà mình đã cấy xong bốn con tia vào trên trần bê tông này các bạn này cực kỳ chắc chắn luôn các bạn nhá các bạn phải siết thật chặt vào để cho cái nở nó sẽ bắt chặt vào bê tông thì cái này cực kỳ chắc chắn sau đó là các bạn sẽ bắt bốn con ốc như này để chúng ta làm cái đỡ rồi sau khi mà bắt bốn con ốc thì chúng ta sẽ tiến hành chụp cái này lên cái việc mà bắt ti gen ấy nó dài ấy thì có thể nó sẽ hơi lệch thì các bạn chỉ cần gõ gõ những cái ti gen này nó làm sao để cho nó vừa bốn cái lỗ ốc này là được thôi. Sau khi mà chúng ta ấn nó vào thì chúng ta sẽ siết ốc vào. Thì trước khi siết ốc thì các bạn lưu ý là chúng ta cần phải để cái dây điện ra nhá, không lại chết xong lại quên mất cái dây bên trong ấy thì lại lại mất công tháo ra. Sau khi mà các bạn bắt một con ốc này rồi thì các bạn sẽ bắt thêm một con nữa các bạn nhá bạn bắt bên thêm một con nữa để siết chặt để hai con ốc này nó sẽ khóa lại với nhau để tránh trường hợp tuột. Hoặc các bạn có thể là mua cái long đen vinh ấy, các bạn sẽ chèn vào, chèn vào các bạn bắt thì nó sẽ hạn chế cái việc mà nó tuột ra. Mà cẩn thận hơn nữa thì các bạn mà nhà ai có máy hàn, các bạn có thể chấm ở cái đầu này để cho nó khỏi tuột khi ra. Hoặc có thể là dùng keo 502 đơn giản nhất là các bạn mua một cái lọ keo 502, các bạn sẽ nhỏ vào cái ốc này. Đấy thì là nó bắt chắc luôn. Đó. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đây là thành quả nha, sau khi mà chúng ta bắt này. Cực kỳ chắc luôn nhá, đu cả người lên thoải mái luôn. Ok, mình cũng vừa mới hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái móc treo quạt trần cực kỳ chắc chắn cũng như là cực kỳ thẩm mỹ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn.